Kéo luôn cái cần cao. Rồi rồi, xuống rồi, xuống rồi. Lên rồi. Bắt đầu có đồng tỉnh rồi, cái đi ai rồi 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 nhấp này. Kéo luôn cái cần cao. Rồi bây giờ cá nó na na cần câu đi rồi đây. Giờ hiện tượng không phải là cần câu kéo lại cá nó na luôn cần câu đi. Chắc nó kéo về tổ luôn. Ui trời. Nghi ngờ qua bờ bên kia rồi, em qua bờ bên kia em đẩy qua bờ bên kia em kéo lên chứ. Hả? À đây đây được rồi đây. Giờ bắt đầu hành trình kéo con cá lên đây. Sao không xảy không xảy không xảy không xảy. Đấy. Không xảy không xảy em. Trời luôn. Rồi rớt luôn. Giờ hen còn có mỗi cái phao thôi. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Xoáy 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 vào em. Đúng rồi. Đi nhẹ nhẹ thôi nhẹ nhẹ. Ôi trời nó chạy. Nó lôi. Cá nó lôi luôn cần. Bây giờ lôi luôn bình luôn. À. Xong. Một trong những hành trình đi bắt cá thú vị thôi. Đấy. Đúng rồi. Rồi cá nó vào chỗ bờ đây nó hụt xuống rồi. Chưa, nó đang chín trong bờ, nó mắc trong bụng rồi. Ô, đây rồi. Ôi trời. Đây rồi. Đấy. Nhỏ ha, cái này còn nhỏ ha. Dính mà nó na là cần câu đi luôn rồi. Cá này nhỏ 2-3 kg. Con 2-3 kg. Rồi, kéo tới vùng nước nông bắt đầu lôi ba lên. Úi xôi xôi, bao quậy. Văng lại bình lại rồi. Đúng rồi, em sắn vào. Cẩn thận rớt đầu. Em xoay cái cần qua. Đây, em xoay cái cần qua đây. Ok, đúng rồi. Rồi em qua bên kia. Đúng rồi. Đó xoay như vậy. Rồi em lại lấy đầu dây em lấy lên luôn. Từ từ. Đấy cá lên bờ rồi đây. Úi xời. Úi dồi ôi húi rồi. Lên rồi. Hử?
Đó. Cái gì? Mập. Nó nhỏ mà mập. Úi trời ơi trời. Úi. Nó nhỏ rồi. Cái này mà cũng tí luôn, nhỏ lắm. Ừ, cái này cũng tầm ở khoảng 3 ký mấy á. Nhìn cá mập đó nha. Nhìn như con cá mập. Tôi bắt thở kìa. Úi xời. Giờ hết rồi. Đây, đây là thành quả. Cái câu được một con cá. Khá bự ấy. 1 gang, 2 gang, 3 gang, tầm dài 60. Nu tránh ra, nên tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Mồi câu đây là mồi câu lấy chuột câu đây. Đấy. Một con hả em? Hả? Ở đây có các tàu nữa đúng không? Có. Cái này thì mình thả dưới nhà mình nhiều không? Thêm nhiều con. Sợ nuốt mẹ vào bao tử rồi chứ. Đây cũng hỏng. Nhìn hướng xảy. À, xong rồi giờ nhiều á, thành quả nhiều thôi. Chưa hỏi ai nữa. Tên đang à, bằng Tú à. Ồ. 4 kg 4 kg, còn lại khoảng 4 kg 1. 4 kg 1.